chào mọi người. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em một con Winner X bản V3. Đó, con này là con vừa được shop mình nâng cấp một cái combo rất là tâm đắc luôn. Đối với mình nó rất là đẹp và rất là đầy đủ. Bộc lộ được một cái bộ đèn cực kỳ là đẹp luôn, siêu phẩm hôm nay. Là một bộ đèn mắt lé. Mắt lé thường ngày thì anh em thấy nó rất là đơn giản đơn điệu, đó là Mỹ Đờ Mi Zin. Combo bản y chang như thế này nhưng mà nó chỉ là Mỹ Đờ Mi Zin thôi. Hôm nay thì mình vừa làm cho một bạn Grab, bạn xem công nghệ một cái combo đèn, đó là Kenzo S500 kèm với một cái Mỹ Audi Y8. Rất là đẹp nha. Đây. Anh em có thể cùng chiêm ngưỡng qua. Intro thì mình có cho anh em xem về cái hiệu ứng của nó ha. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng và giới thiệu cho anh em về cái chức năng của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về trước về cái mí. Cameraman em lại gần thiếu. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem nhá. Thì đây là cái đờ mi. Đờ mi này là mí Audi Audi Y8. Bây giờ mình sẽ vào cái app là Y8 PLE. Thì mình bấm vào. Thì sau khi mà bấm vào á thì nó sẽ tự động kết nối luôn và mình chọn vào Winner X và sau đó các bạn chọn cho mình đờ mi V2. Sau khi bấm xong thì tự động nó kết nối nè. Đó, và nó hiện lên. Thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Nó sẽ có tất cả các cái chức năng ở đây là đờ mi, hiệu ứng, xi nhan, phanh và hazard. Ok, đờ mi nha anh em. Đây là đờ mi. Anh em thấy là đờ mi zin của nó thì nó chỉ đơn điệu là một màu trắng duy nhất thôi. Nhưng mà đối với cái đờ mi này thì chúng ta có thể đổi màu thoải mái luôn, tất cả những cái màu ở đây. Ở đây mình có tổng cộng là 12 màu cơ bản. Đỏ, xanh dưa lá, xanh dương, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu xanh ngọc, màu tím đậm hơn một xíu, sau đó thì màu cam và màu cuối cùng là màu xanh lá nhạt. Đó, có rất là nhiều màu ở đây. Ngoài ra thì anh em có một cái bánh xe màu ở trên thì chỉ cần nhích một xíu thôi là anh em là có một cái màu khác rồi. Nó tương đối là vàng, sau đó vàng nhạt, vàng đậm, nó đủ các kiểu các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Chỉ có một màu vàng thôi, mình nhích có xíu là màu xanh cũng vậy. Nhích có một xíu thôi là nó đã đổ qua một cái màu xanh khác rồi, rất là đẹp nha anh em. Đó. Ngoài ra nha anh em, hai cái đờ mi này nó cùng một màu đúng không? Thì bây giờ mình cũng có thể là mình đổi một cái một bên thôi. Đó, ví dụ như bây giờ một bên là màu tím thì một bên còn lại mình muốn đổi thành màu đỏ thì nó sẽ chuyển thành là tím đỏ. Đó, rất là đẹp nha. Ngoài ra thì anh em có thể chọn qua cái đèn bên này, chúng ta chọn vào màu xanh. Đó. Thì hai cái đèn này chúng ta có thể đổi màu độc lập với nhau cũng được luôn. Ở trên này nó có một cái công tắc, chúng ta bấm vào giữa thì nó sẽ là đổi màu cùng hai màu giống nhau. Đó, còn ví dụ chúng ta muốn đổi qua một bên là một màu khác thì chúng ta bấm vào là chúng ta đổi thành một xanh, một đỏ rất là đẹp ha. Hoặc là một tím đây. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, thấy không? Đó, có rất là nhiều cái để cho anh em lựa chọn ha. Rồi, đó là phần đờ mi nha anh em, phần đờ mi. Sau đó thì chúng ta bấm vào cái hàng hiệu ứng. Bấm vào hiệu ứng thì khi mà chúng ta bấm vào hiệu ứng là nó có tới 10 hiệu ứng để cho anh em lựa chọn luôn. Đó, đây là một trong những hiệu ứng này anh em. Đây là một trong những hiệu ứng đó. Đó. Hiệu ứng số 2 này, hiệu ứng số 1 này, đây là hiệu ứng auto nha. Anh em có thể thấy là nó vuốt 7 màu vuốt lên như thế này rất là đẹp luôn. Đó, mình sẽ cho nó chậm lại một xíu để cho anh em hình dung. Đó, anh em thấy không? Và bên mình làm thì hầu như là anh em không thấy chip led nha. Rất là đó, chip led là anh em hoàn toàn không thấy luôn. Ok ha. Rồi, bấm số 2 này. Đây là màu đỏ nha. Ví dụ như anh em chọn màu khác, màu cam. Rồi chúng ta chọn màu tím, màu hồng gì đó, nó vuốt như thế này lên cũng rất là đẹp ha. Hiệu ứng số 3 là hiệu ứng Polish. Hiệu ứng này thì dành cho những anh em mà làm cái công chuyện đó là công cộng, dạng như là chúng ta làm xe bắt cướp hay gì đó, chúng bật cái này lên để cho nhận diện xe của mình chẳng hạn. Ví dụ đi trong đoàn hay là gì đó ha, cũng rất là đẹp. Hiệu ứng số 4 là hiệu ứng đây, anh em có thể thấy là nó tự đổi màu. Đó, nó luân phiên đổi màu. Đó, cứ một lần chớp như vậy nó đổi màu qua. Hiệu ứng số 5 là hiệu ứng này, chúng ta có thể chọn cái màu bất kỳ và chúng ta chỉnh tốc độ lên. Đó, cũng rất là đẹp. Hiệu ứng số 6 quá đẹp. Cái hiệu ứng này là mình rất là thích nè. Là nó vuốt bên này xong vuốt qua bên kia. Đó, anh em thấy không? Mình có thể chỉnh tốc độ cho nó chậm lại. Đó, rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha anh em. Rồi, ok, rất là đẹp. Đây mình sẽ chỉnh cho nó cái ISO xuống cho anh em một xíu cho anh em dễ hình dung nha.
Đây mình sẽ chỉnh lại cái xô nha. Đó, mình sẽ để lại cái hướng này cho anh em dễ hình dung, dễ thấy được. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn rõ hơn, đó đúng không? Đó thì khi mình chỉnh cái đó, anh em thấy nó cái đờ mi vuốt rất là đẹp. Đó thấy không ạ? Được chưa? Hiệu ứng số 7 là một cái hiệu ứng mà cũng tương tự như vậy. Đó, anh em thấy không ạ? Hiệu ứng số 8 này. Đó, hiệu ứng số 8 vuốt lên, hiệu ứng mình đổi một cái màu đó rất là đẹp nha anh em. Cái này là chỉ có cái mí i8 này mới có thể làm được như vậy thôi. Còn những cái mí mà chỉ một mà nó sử dụng bóng led thì nó chỉ có thể sáng thôi chứ không thể nào vuốt được anh em nhé. Hiệu số 9 nè. Đó, đây là hiệu ứng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, ví dụ như chúng ta muốn chỉnh một cái màu. Rồi, và cuối cùng là hiệu ứng auto. Rồi, ok. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng xi nhan. Đây là có 3 kiểu xi nhan. Một là nó vuốt lên như thế này. Rồi, bây giờ em thử xi nhan cho anh cái mình. Bây giờ mình sẽ bật hình xi nhan luôn nha. Và xi nhan bây giờ là anh em quan sát, nó được có xi nhan zin và đồng thời nó tích hợp luôn. Nó tích hợp luôn xi nhan vào đây. Bây giờ hiện tại nó đang vuốt xi nhan màu trắng đúng không? Chúng ta muốn đổi qua xi nhan màu khác cũng được luôn. Chúng ta chọn màu tím nó vuốt màu tím, hoặc là chúng ta chọn màu vàng nó vuốt màu vàng nha. Đó, đây là riêng con hiệu xi nhan nha anh em. Và khi anh em cài đặt trên app thì sau khi mình tắt app thì nó sẽ lưu luôn cái những cái cài đặt mà mình đã bấm trước đây ha. Bây giờ mình sẽ để cho nó màu tím chẳng hạn ha. Ok. Hoặc là màu vàng đi. Đó, ok ha, cho nó giống cái màu xi nhan chẳng hạn ha. Rồi. Là nó vuốt, là khi chúng ta xi nhan nó vuốt theo luôn, rất là đẹp nha. Bên này coi, xi nhan bên này coi. Đó, anh em có thể thấy rất là đẹp nha. Rồi, ok. Kèm theo đó thì có thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là hiệu ứng phanh. Bây giờ em tắt xi nhan nha. Rồi, đây là hiệu ứng dummy. Đây là hiệu ứng dummy. Bây giờ sau khi mình bóp phanh nè. Đó. Bóp giữ luôn. Đó, sau khi mình bóp phanh anh em thấy là nó đang chớp lên như thế này. Chúng ta bấm vào hiệu ứng thả. Chúng ta bấm vào hiệu ứng phanh này. Bóp đi. Đó, đây ở hiệu ứng phanh nó có tới 5 hiệu ứng này anh em lựa chọn. Đây là một trong những hiệu ứng rất là đẹp. Chúng ta chọn cái màu tím đi. Đó, khi chúng ta bóp hoặc là màu đỏ đi cho nó dễ gọi là cảnh báo ha. Rồi khi chúng ta bóp phanh là nó sẽ nhảy như thế này. Thả ra. Đó. Khi mà chúng ta thả ra thì nó sẽ trở về là cái hiệu ứng Demi Audi Auto như lúc nãy. Rất là đẹp nha, bóp phanh lại em. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là đẹp nha anh em. Cực kỳ là đẹp luôn. Và hiệu ứng cuối cùng là đó là hiệu ứng Hazard. Hazard thì khi mà chúng ta mà có cái chế độ xi nhan á, gọi là Hazard á. Khi mà chúng ta bật Hazard á, nhưng mà đối với xe này thì không có Hazard cho nên là mình tạm thời bỏ qua cái chức năng Hazard ha. Rồi, như vậy là cái app này cũng tương đối là dễ sử dụng. Mình hướng dẫn qua cho một anh em một lượt rồi. Còn ngoài ra thì cái mắt quỷ màu, mắt quỷ bên dưới mình cũng là làm cái mắt quỷ đổi màu luôn nha anh em. Thì khi anh em mà muốn đổi màu cái mắt quỷ ở dưới thì chúng ta vào cái app này. Thì mình cũng có một cái màu để chúng ta có thể lựa chọn. Đấy, ví dụ như giờ nó đang nhảy 3 màu đúng không? Thì chúng ta vào app này, nó tự động kết nối nè. Và chúng ta bấm vào cái màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì đó chúng ta muốn ha. Có rất là nhiều màu ở đây. Ngoài ra thì cũng có một cái bánh xe màu cũng tương tự như bên kia. Thì anh em hoàn toàn có thể đổi màu theo hiệu ứng cũng mà mình muốn nha. Bây giờ mình vào cái app kia lại, mình sẽ đổi cái mí Audi của nó thành hiệu ứng thành auto ha. Đó, cho nó nhảy rất là đẹp. Ok chưa? Rồi sau khi mà anh em cài đặt thì nó tự động nó lưu lại những cái mà anh em đã cài đặt luôn. Chúng ta có tắt app đi nữa thì nó vẫn bình thường. Đó, bây giờ mình trả về màu đỏ, rất là đẹp luôn. Hoặc là màu xanh. Đó, một cái combo đèn rất là đẹp và đáng giá luôn anh em. Rất là sáng nha anh em. Đó. Anh em thấy không ạ? Rồi ok. Rồi về phần ánh sáng nha. Bây giờ về phần công tắc. Đây, anh em có thể quan sát cho mình. Vẫn là cái tiêu chí giữ zin toàn bộ cho xe. Cho nên là mình không có khoét chó, không có khoét bợ luôn. Và mình vẫn giữ cái công tắc, vẫn là công tắc Basin SH. Một công tắc duy nhất nhưng mà làm được tất cả mọi việc. Rồi bây giờ mình để máy cho anh em xem nha. Rồi về phần công tắc là anh em quan sát là mình chỉ sử dụng duy nhất một công tắc này thôi. Và công tắc này sẽ làm nhiệm vụ đó là bật tắt đèn bi, bật tắt đèn zin luôn. Anh em có thể qua phía trước, tới phía trước đi em. Rồi thấy rồi. Ok bây giờ mình bấm một cái Basin này. Anh em quan sát là mình bấm một cái Basin này thì nó sẽ là bật cái đèn bi lên. Đó, pha cốt bình thường nha anh em. Và có báo pha đầy đủ nha. Anh em quan sát là có báo pha luôn, đầy đủ luôn ha. Trên đồng hồ nha. Đó, có báo pha đầy đủ, Basin có báo pha luôn. Đó. Và khi chúng ta Basin thì nó sẽ không có tắt đèn. Chỉ khi nào chúng ta bấm một cái liên rẽ thôi thì nó sẽ tắt đèn. Ok chưa? Bây giờ mình bật đèn zin nhá.
bấm hai cái này, bấm hai cái này, bấm hai cái này là sẽ bật đèn zin này, pha cốt này. Đó anh em thấy không ạ? Ok chưa? Đó. Bật đèn bi này nè. Bấm hai cái để tắt đèn zin này. Bấm hai cái để bật nè. Đó, pha cốt nè. Đó. Bấm một cái nữa để bật luôn đèn bi nè. Và chúng ta sẽ có pha cốt và khi vắc xin nó sẽ đá đèn cả đèn zin và đèn bi luôn. Các bạn thấy không ạ? Khi mà chúng ta bắt xin đá cả đèn bi càng nhìn luôn, rất là đẹp, rất là sáng nha. Đó. Ok, tắt hết đèn. Ok chưa? Rồi. Như vậy là tất cả tính năng mình đều tích hợp hết vào trong cái công tắc này luôn. Thứ nhất là giữ cho anh em là zin toàn bộ. Và thứ hai là thao tác chúng ta mọi thứ chúng ta chỉ sử dụng duy nhất một công tắc thôi. Đó, rất là ok. Thứ ba là nó không có khoét bợ và giữ zin toàn bộ cho cái bợ xe chúng ta, nó rất thẩm mỹ ha. Tại vì mình cơ bản là mình khoét á, mỗi lần mình khoét mình thấy nó cứ kiểu mất zin kiểu gì á, và khi đó mình nghĩ ra cái mạch và mình làm cái mạch nó theo ý đồ của mình, và sau đó thì mình đấu một công tắc duy nhất mà mình làm được tất cả mọi việc luôn ha. Và cái này là mạch điện tử cho nên mình có thể cốt được theo ý đồ của mình đó. Cho nên là khi mà mình làm cái công tắc này thì nó sử dụng theo cái ý đồ của mình, cho nên là rất là thích đó. Và anh em thấy là combo quá đẹp, rất là đẹp, combo mắc lé. Mình làm rất là nhiều cái combo mắc lé cho Winner V2 và V3 rồi. Nhưng mà với cái combo hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho anh em về một cái mí i8 Audi rất là đẹp và có thể đổi màu toàn bộ qua app điện thoại, cực kỳ là sắc sảo, cực kỳ đẹp luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test ánh sáng ở ngoài đường cho anh em xem nhé. Vẫn là cái góc test đèn quen thuộc của shop mình. Anh em có thể thấy là điều kiện điện đường hiện giờ là đang có. Vậy thì tầm này giờ bây giờ hiện tại là cũng đang là khoảng tầm 9-10 giờ đêm rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ bật cái đèn zin lên cho anh em xem nhé. Đây là cái đèn zin anh em này. Đây là một bên của đèn zin nha. Cả pha cả cốt luôn anh em. Thấy rất rõ ha. Ok, bây giờ mình bật đèn bi lên nha. Rồi, cốt của đèn bi nè. Anh em thấy không ạ? Cốt đèn bi nha. Và pha nè. Nó át hoàn toàn cái đèn zin luôn, rất là sáng, đường cắt rất là rõ rệt nha, đường cắt rất là ok. Đó, pha lên nè, pha cốt nè. Đó, pha cốt rất là ngon nha anh em, bắt xin nè. Đó. Pha cốt nè. Đó, đầy đủ các tính năng pha cốt rồi ánh sáng. Cái bi Kenzo S500 này mình rất là thích vì nó có cái đường cắt rất là đẹp, và thứ hai nữa là cái ánh sáng của nó cực kỳ là mịn luôn, nó trải rộng từ bên này qua bên kia đường. Anh em có thể quan sát ở trước cửa tiệm mình thì nó đang là ngang, bề ngang nó tầm 15-20 mét thì nó bao luôn cái khu vực này luôn. Đó, ánh sáng của cốt pha cực kỳ là ngon ha. Pha cốt này, pha của nó còn có thêm tim trợ pha cho nên rất là mạnh. Đó, anh em thấy không ạ? Đó, bác xin nè. Ok. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em một cái combo dành cho bi LED Kenzo S500 mắc lé cho dành cho cái Winner X bản V3 và kèm một cái bộ mí Audi i8 cực kỳ là đẹp và sắc sảo luôn ha. Rất là tâm huyết với bộ đèn này luôn. Thì anh em nào có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới. Và nếu anh em mà muốn mình tư vấn còn rõ hơn, kỹ hơn thì anh em có thể gọi được trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình cho mình nha. Mình sẽ giúp anh em, hỗ trợ anh em tư vấn và với cái nhu cầu phù hợp với anh em ha. Và mọi thắc mắc thì anh em có thể là comment bên dưới và bên mình sẽ trả lời và hỗ trợ cho anh em. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em thật nhiều. Và đừng quên là cho mình một subscribe, một đăng ký để lấy đó làm động lực, để cho mình có thêm nhiều động lực để làm những video tiếp theo hay hơn nha. Rồi, cảm ơn em thật nhiều. Thân ái, tạm biệt.